Nguyễn Đô Dũng cùng nguyên hơn Hạnh quay trở lại chương trình chuyện nóng trong tuần với quý khán giả người Việt TV. Thưa quý vị, hôm thứ ba, 14 tháng 7 thì chính phủ của tổng thống Donald Trump thông qua cơ quan cảnh sát di trú đã hủy lệnh trục xuất du học sinh đang học những cái yêu cầu những cái trường mà đang có học online thì phải về nước hoặc là à, sẽ phải chuyển sang một cái trường khác mà có dạy trực tiếp thì cái lệnh này nó đã được ban hành cách đây khoảng hơn một tuần và hôm nay thì chính phủ Mỹ đã rút lại. Vậy thì cái vì sao lại chính phủ của tổng thống Donald Trump lại có cái hành động này và cái việc này thì nhìn ra sao? Và hôm nay chúng tôi cũng sẽ điểm lại những cái tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ cũng như tại California và Orange County nơi có được đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống. Chào anh Nội Dũng. Vâng, chào Khương Nguyên và chào khán giả của Việt TV. Thưa anh, một tuần trước thì chúng ta cũng đã có chương chuyện nóng trong tuần thì chúng ta cũng đã nói về cái việc gọi là chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất những cái sinh viên mà không đến trường học trực tiếp mà học qua online. Vậy thì chỉ sau một tuần thì cái lệnh này đã được rút lại. Vậy thì thưa anh, câu chuyện nó là như thế nào? À, thưa quý vị và thưa anh Khôi Nguyên, à, sau khi à, đưa ra cái lệnh này thì à, ngày hôm sau à, có phản ứng dữ dội đặc biệt hai cái trường đại học mà nằm trong gọi là những trường đại học hàng đầu Mỹ đó là trường đại học Harvard và trường MIT đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang. Họ nói rằng là nếu mà trục xuất hoặc là bắt những sinh viên nước ngoài về nước thì như vậy nó vi phạm vào cái quyền của các trường đại học được quyền dạy học. À, thì sau khi họ nộp đơn kiện có thêm hai trường đại học nữa cũng nổi tiếng là trường Stanford và trường Yale cũng đồng ý với hai trường Yale và gần 200 trường đại học khác ngay yeah. không quên họ ký vào cái bản thành nguyện thư họ ủng hộ hai trường đại học này và thêm 18 tiểu bang của mỹ cũng ủng hộ và nộp đơn kiện trong luôn. đó có california có california chắc yeah. chắn à. thì thưa quý vị sự việc như vậy thì nó được đưa lên các tòa án liên bang ở tại thành phố boston tiểu uh, bang massachusetts thì ngày hôm qua đã được đưa ra cho bà tránh án Alison xử thì bà mới mở yeah. phiên tòa chưa đầy 4 phút yeah. Chưa đầy 4 phút phiên tòa kết thúc, yeah. bởi vì sao bà vừa mở ra, bắt đầu khai mạc phiên tòa thì bà nhận được cái thông báo của chính quyền tổng thống Donald Trump là chúng tôi rút lại cái lệnh này. Và như vậy trường Harvard với trường MIT không thể kiện được đó, Rồi tôi no. rút lại xong, bà tranh án bảo vậy thì dẹp, yeah, tức là trở lại như cũ. Yeah. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì uh, Bộ Nội An, tức là cơ quan chủ quản của cảnh sát đi chú, có nói là nhưng chúng tôi vẫn đang xem xét những trường hợp này và trong những ngày tới chúng tôi sẽ tính toán như thế nào để sẽ có thông báo đó là họ nói vậy nhưng mà cho giờ phút này coi như cái lệnh đó là đã được quay ngoắt 180 độ lệnh đã được đưa ra và bây giờ coi như đã hủy bỏ một điều hiếm thấy trong chính quyền tổng thống donald trump bởi vì thường thường chính quyền tổng thống donald trump họ đưa cái lệnh gì ra là họ nhất quyết nếu mà anh không đồng ý thì kiện ra tòa chứ không gần như không bao giờ rút ra nếu tôi không làm đây là lần đầu tiên họ rút lại cái lệnh này thưa anh commissioner Thưa anh, như anh trình bày đó là đã có hai trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ à, đã đưa đâm đơn, đơn, đơn kiện cùng với rất nhiều trường đại học khác. Như vậy là có phải là cái chuyện kiện không thôi, hay là nó đằng sau nó còn là, là có những cái mục tiêu chính trị nữa thôi anh? Có anh, nó có nhiều thứ trong này, nó có ba thứ: chính yeah. trị, uh, tiền bạc yeah. và cái gọi là tiền lệ. Thứ nhất tôi nói về chính trị, chúng ta biết trong những ngày qua tổng thống Donald Trump không giấu cái ý định là ông đang ép buộc các trường học, đại học và cả trung học phải mở cửa, yeah. vì ông cho rằng là đóng cửa như vậy sẽ làm cho nền kinh tế đi xuống và ông cho rằng đảng dân chủ đứng sau lưng cái vụ này để gây khó khăn cho ông để ông khó tái uh, khó khó thắng cử trong tháng 11 này, yeah. Yeah. đó là cái ý định của ông. Thành ra ông mới ép buộc như thế và bằng cách là khi mà đòi trục xuất các sinh viên nước ngoài đó có nghĩa là sinh viên nước ngoài mà học online như vậy là trường học đóng cửa đúng không vâng. đóng cửa thì người ta đâu có tiền người sinh viên học ở nhà đâu có lái xe ra đường mua xăng cộ được các cái chi tiêu các thành phố mà gọi là college town đấy anh không yeah, nên. thành phố đại học thành phố đại học đó là nó sẽ yeah. chết yeah. mà đại học thì vẫn thu tiền online đó thành ra ông cho nó là không đúng thành ra ông mới ép khi mà cho trục xuất những người này về thì bắt, bắt buộc các trường đại học phải mở cửa như anh không quên nói nãy tức là anh phải học cái lớp nào mà đến lớp thì vâng. anh mới được ở lại đó vâng. thì đó mục đích của ông, ông rõ ràng như vậy nhưng mà khi mà làm cái chuyện này thì bị khoảng 200 trường đại học họ phản đối và 18 tiểu bang chúng tôi nói thì cái đó đó là một cái lý do chính trị. Cái lý do tiền bạc đó là sao? Bởi vì chúng ta biết ở Mỹ thì có khoảng hơn 1 triệu sinh viên nước ngoài học và cái doanh thu mà các trường đại học thu vô là khoảng 45 tỷ đô la một năm. Yeah. Nếu bây giờ mà bắt những sinh viên này về thì các trường đại học bị thiệt hòi rất là nhiều. Đó do đó nó cũng ảnh hưởng đến tiền bạc của họ cho nên là các trường đại học họ thấy rằng là như vậy là không được cho nên họ mới ủng hộ trường Harvard và trường MIT để họ làm sao họ, những sinh viên này còn lại, bởi vì anh nên nhớ là sinh viên nước ngoài là họ đóng đóng 100 100 100 học phí 100% nha chứ không phải như sinh viên ở Mỹ là có yeah. Financial Aid và này kia đó đó là lý do tiền bạc là thứ hai cái lý do thứ ba là tiền lệ, tại sao nói tiền lệ là bởi vì nếu quý vị để ý trong thời gian qua hầu hết những cái lệnh của tổng thống Donald Trump đưa ra mà bị đưa lên tối cao pháp viện bởi vì ông tin rằng là ai không đồng ý thì đưa ra tòa, nó có tòa dưới đưa lên tòa kháng án. Tối Cuối, cùng, viện. Là cao Cuối nhất. cùng là tối cao pháp viện yeah. đưa ra một số phán quyết trong thời gian không có lợi cho tổng thống Donald Trump. Vâng. Thứ nhất chúng ta nhớ cái vụ mà người đồng tính không thể bị đuổi vì lý do giới tính. Uh -huh. Cái thứ hai là cái vụ mà tiểu bang California là tiểu bang có quyền không hợp tác với liên bang trong việc bắt di dân bất pháp. Nó là Ông Trump cũng thua cái đó. Tiểu bang chú ảnh, chú ảnh đó. Yeah. Cái thứ ba là vấn đề DACA là những trẻ em hispanic ở nước ngoài mà đi qua Mỹ Lậu lúc mà còn nhỏ ừ. Tòa phán quyết luôn cũng không được ngưng cái đó Cái thứ tư là cái vụ mà um, phá thai ở bên Louisiana chúng ta nhớ hôm nọ đó là tiểu bang Louisiana đó họ bắt là nếu mà muốn phá thai đó phải có bác sĩ mà được làm việc ở một bệnh viện lớn cách đó ít nhất là 30 dặm thì tòa tối cao pháp viện cũng bác cái đó luôn là cái đó thì là Tổng thống Đô Trump ủng hộ và cái thứ năm là hôm vừa rồi tối cao viện cũng cho phép công tố viên ở bên New York sau ngày bầu cử được coi hồ sơ thuế của tổng thống Đô Trâm yeah. đều đó đều ông không muốn. Thành ra tôi nghĩ rằng là vì năm cái tiền lệ đó mà tổng thống Đô Trâm không muốn thêm một cái tiền lệ thứ sáu nhất là gần tới ngày bầu cử. Yeah. Bởi vì nếu mà không rút cái đơn này ra mà tòa dưới họ xử mà họ không có lợi cho ông yeah. mà bây giờ anh kháng án lên yeah. rồi lên tối cáo viện mà gần tới ngày bầu cử mà yeah. tối cáo viện phán một cái mà không có lợi yeah. thì kẹt. Nói chung là đó. ông ông ra tay trước, ra tay trước và yeah. và ra tay ngay trước cái phiên tòa mà 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 khai Tại mà vì thấy rằng là nó kẹt vì yeah. 200 trường đại học đang và 18 yeah. tiểu bang, cái đó yeah. quan trọng. Yeah. Có một lý do nào là uh, những cái trường đại học mà những cái trường đại học hàng đầu như mình yeah. nói hồi nãy rồi là uh, Harvard, MIT, Yale và những cái trường uh, và Stanford, Stanford chẳng hạn, đó là những cái nơi xuất hiện rất là nhiều người uh, cựu sinh viên mà hiện nay họ đang làm trong chính trị Mỹ hoặc là kinh tế hoặc là những cái nhà Uh, tư bản hàng đầu ở, ở Mỹ họ đều tốt đa số họ tốt nghiệp tại những cái trường đó thì có nên có chăng cái chuyện là bởi vì những cái người đó mà họ có tác động đến cái chính quyền tổng thống Trump hay là chỉ vì những cái lý do mà anh đưa ra hồi nãy thôi tôi nghĩ lý do tôi ba cái lý do tôi đưa ra là ba lý do trước mắt cái yeah. anh Khôi nguyên đưa ra rất là đúng nhưng mà nó là cái ảnh hưởng lâu dài bởi chúng ta biết đó, hầu hết những cái trường đại học mà hàng đầu của mỹ đó, yeah. là những đại học mà sản sản xuất là những con người rất là tinh hoa và yeah. phục vụ nền kinh tế mỹ phục vụ chính quyền mỹ nói chung phục vụ người dân mỹ yeah. mà nếu bây giờ mà mà làm như vậy đó nào chúng ta có thể đặt câu hỏi của sinh viên nước ngoài nó phục vụ mỹ không nhờ cái tiền đó mà... mà người ta mới tài trợ cho các cuộc nghiên cứu của Mỹ chính xác đó yeah. phục vụ lại nước Mỹ yeah. mà bây giờ như vậy đó mà không cho những người này học các đại học là mất 45 tỷ đô la một năm hay 15 20 30 tỷ tôi không cần biết như vậy nó sẽ thiệt thòi nước Mỹ nhưng mà cái đó nó chỉ là lâu, lâu dài thôi nguyên ừ. anh nói điều đó đúng là có lẽ cũng vì các trường đại học họ thấy vậy và họ nghĩ rằng nếu không chặn bây giờ không cản bây giờ mà họ bị đó, thì họ sẽ bị thiệt hại lâu dài cho đại học của họ trước mắt nhưng mà cho nước Mỹ lâu dài thành ra là họ phản đối cái đó thưa anh một câu hỏi kế tiếp là Ờ, trong cái cách đây một tuần khi mà sở ý chú cơ quan cảnh sát của sở ý chú đưa ra cái lệnh này đó thì đã có rất nhiều phụ huynh mình nói người Việt chúng ta đi. Dạ. À, rất nhiều phụ huynh ở trong nước họ cũng bày tỏ cái sự lo lắng khi mà họ có thân nhân con cháu đang du học ở bên này. Và anh cũng biết là một cái thông tin đó là theo như đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đó dạ. thì có khoảng chừng 10.000 người đã đăng ký để, uh, ghi danh để mà uh, quay trở lại Việt Nam trong cái đại dịch Covid-19 này thì đa số rất là nhiều người họ rất là hoang mang và uh, anh nghĩ sao cái cái việc này? Nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà các sinh viên Việt Nam du học trong lúc mà mối ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang mở rộng Và một trong những cái chính sách hàng đầu đó là gia tăng số học sinh, du học sinh của Việt Nam tại Hoa Kỳ không? Ờ nó không ảnh hưởng lắm à, à. anh, bởi vì anh nhớ thế này nè à, Sau khi cái lệnh nó đưa ra là ngày 6 tháng 7, à. đúng không? Thì các sinh viên Việt Nam họ có hoang mang, họ có hoang mang, họ à. không biết là số phận nó như thế nào à. Bây giờ một là họ phải chuyển qua cái trường khác nhưng mà theo tôi nghĩ đây, cái nhận xét của tôi đó Việt Nam đó, cái người dân châu Á mình khác ừ. Việt Nam không bị người ta ghét nhiều bằng gì sinh viên Trung Quốc sinh viên Trung Quốc họ có thể coi đây là cái chuyện bài Trung Quốc cho nên họ ừ. sẽ họ tìm cách học về nhưng sinh viên Việt Nam giữa quan hệ Mỹ Việt Nam hiện nay mà nhân dịp kỷ niệm 25 năm đó thì sinh viên Việt Nam đa số đi qua Mỹ rất là khó ừ. cho nên họ sẽ chấp nhận là ok thôi vậy thì tôi lấy một cái lớp khác ở cái chỗ nào đó để tôi được ở lại nói chung là tính toán tính toán chứ tôi bảo đi về qua nó khó lắm đó thì ngay cái thời điểm đang trong lúc họ chờ chờ đợi thì 8 ngày sau thì nó có lệnh là bỏ cái này. Vâng. Và nếu anh để ý ngày hôm qua trang web à, trang facebook của tòa đại sứ mỹ hà nội yeah. bắt đầu có thông báo là bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày hôm nay họ bắt đầu mở lại phỏng vấn các cái chương trình du học qua mỹ yeah. đó yeah. nó 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 xảy ra đúng cái thời điểm như vậy yeah. thành ra tôi nghĩ là sinh viên việt nam không ảnh hưởng nhiều Với vì nói cái yếu tố văn hóa đó người việt nam họ lạ lắm ở đây mình không nói là người trong nước người ngoài cái người việt nam mình họ chịu đựng những cái đó yeah. bảo ok thôi thì mình tìm cách nào để mình ở lại chứ bây yeah. giờ đi về mà qua rất khó anh nhé yeah, cố gắng survive, tức là survive sống đại, sót đại. ở đây nhưng sinh viên đại. trung quốc là họ bảo thôi yeah. cái này là anh anh anh, anh, anh chống tôi rồi yeah. là tôi đi đó và có khi chính trị vụ Trung Quốc khuyến khích họ đi về nữa vâng. à. À, thưa anh à, à, trong cái lúc mà như chúng ta đã biết là cái lệnh này đã được bãi bỏ vâng. à, thì cái tình hình mà dịch Covid 19 anh có thể điểm qua rất ngắn gọn tại Hoa Kỳ và tiểu bang California cũng như tại Orange County và đặc biệt là vấn đề giáo dục thôi anh Vâng thưa anh đây là vấn đề đang tranh cãi rất là nhiều và trong yeah. cái thứ hai vừa rồi chúng ta cũng biết là thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh đóng cửa tiểu bang trở lại một lần nữa. Yeah. Và có hai cái học khu lớn nhất California là học khu Los Angeles và học khu San Diego tuyên bố là mùa thu này, khóa mùa thu này họ sẽ không dạy trong yeah. lớp học mà dạy online. Rồi cái lý do đó là bởi vì cái COVID-19 nó gia tăng những ngày qua. Yeah. Tôi nói ví dụ California ngày hôm qua anh biết hơn 11.000 người, thêm hơn 11.000 yeah. người nha. Con số rất lớn. Rất yeah. lớn. Tiểu bang Texas ngày hôm qua cũng thêm hơn 11.000 người yeah. luôn. Đó. Rồi bây giờ đó Florida là quý vị biết là hôm thứ hai, hôm chủ nhật là 15.299 người kỷ lục của nước Mỹ. Yeah. Thì ngày hôm qua cũng thêm hơn 11.000 người. Yeah. Thì chính vì cái tình hình như thế này nó cũng gây áp lực cho người ta là không mở cửa trường. Nhưng mà tại Orange County nó khổ cái chỗ này. Nó vẫn còn một số cử tri theo Đảng Cộng hòa và họ không đồng ý với cái chuyện mà đeo khẩu trang và đóng cửa trường học. Nó có hai lý do. Thứ nhất là họ cho rằng Đảng dân chủ đứng sau lưng cái vụ đóng cửa này. Cho nên họ chống. Cái thứ hai là vì vấn đề tôn giáo anh biết anh khôi nguyên biết là họ không thích đeo khẩu trang rồi sao nếu đeo khẩu trang nhiều đó nó sẽ có thể coi như là trở thành cái đại dịch mà đại dịch như vậy nay mai có vaccine mà phòng ngừa đó thì có thể giới chức y tế ty sẽ bắt tất cả mọi người phải trích vâng. mà một số người, người ta theo một số tôn giáo họ không chấp nhận trích vaccine vào vâng. người do đó lý do tại sao họ chống thành ra cái hội đồng giáo dục của ty ngày hôm thứ hai vừa rồi đó họ họp ban đầu họ định là đề nghị mạnh mẽ nha bắt buộc ừ. á, là các trường học phải mở cửa học sinh không đeo khẩu trang và sĩ số học sinh không giảm luôn ừ. nhưng mà tôi nghĩ vì có hai quyết định của San Diego County và Los Angeles County vào buổi sáng thứ hai và đến trưa thứ hai thì ông Gavin Newsom ra lệnh đó cho nên phần nào nó ảnh hưởng hội đồng giám sát à, hội đồng giáo dục ở California bởi đó. nó họp 6 giờ chiều yeah. cho nên cuối cùng họ bỏ phiếu bốn một là đề nghị thôi đề nghị chứ không bắt buộc tùy các là, học khu tùy các học khu yeah. đó là tình hình như vậy thưa anh Khôi Nguyên Thưa anh hôm nay thì có vẻ có một cái tin uh, lạc quan, dạ. là uh, vắc Vâng. Uh, anh có thể nói một chút xíu về cái vaccine này trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Vâng, cái hãng Moderna. Yeah. bây giờ họ đang uh, coi như là thử họ đã thử 30.000 người. Yeah. Và ngày hôm qua FDA cho biết là ngày 27 tháng 7 tới đây có thể là họ sẽ hoàn tất cái đợt thử cuối cùng và nếu được FDA chuẩn thuận thì chúng ta sẽ có vaccine mới là hãng Moderna và sáng đó là do tại sao sáng ngày hôm nay chứng khoán lên thêm 160 điểm thưa anh nhờ cái hãng Moderna đó thưa anh vâng thưa quý vị đó là một cái tin lạc quan dạ. trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành tại Hoa Kỳ chương trình chuyện nóng trong tuần do Khô Nguyên và Đỗ Dũng phụ trách xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.